Hello mọi người, hôm nay mọi người cùng tôi tham gia một cái thử thách vừa khỏe vừa đẹp đấy nhá. Đó là thử thách ép 5 loại rau củ bất kỳ. Sau khi bốc thăm tùm lum lên thì tôi đã biết được 5 loại rau củ mà mình phải uống ngày hôm nay là gì rồi. Share cho mọi người một cái list ở đây, nó có cả cấp độ khó nữa để mọi người cùng tham gia thử thách với tôi nhá. Uống nước ép thì tốt nhất là nên đầu tư một cái máy ép mọi người ạ, thực sự luôn. Ngày xưa tôi còn chơi cái trò dùng máy xay sinh tố xong rồi lọc rác, nó cồng kềnh kinh khủng khiếp, mỗi lần nghĩ đến tôi đã không muốn uống rồi. Bây giờ thì nhà tôi đang dùng cái máy Foresto Brana, thật sự là highly recommend cho mọi người nhá. Nếu mọi người để ý từ nãy đến giờ cái miếng dừa, miếng cà rốt tôi ép nhá, tôi để nguyên miếng to luôn mà lại cứng như thế, nó vẫn xay ngon ơ. Đây còn quả cần tây nữa, tôi thề luôn, cần tây là kẻ thù của cái máy ép tôi đã từng dùng ngày xưa. Nó cực kỳ hay tắc, kiểu nó nhiều chất xơ ấy. Nhưng mà mọi người nhìn này, đây mọi người nhìn này, lần này tôi quay slow motion cho mọi người coi, tôi ép cả cọng nhá, mà nhìn cái răng nó sắc lẹm chứ kiểu, eo ơi mượt kinh khủng. Ưng thêm một quả nữa là cái máy này ép cực kỳ êm, tôi ép từ nãy đến giờ mà nó không nóng máy tí nào luôn ấy. Mà giá rất ok, hợp lý, nói chung là ưng cái bụng. À, theo như cái list mà tôi vừa share cho mọi người nhá, thì độ khó cốc nước này rơi vào tầm 60/100, nhưng mà không hề khó uống tí nào, ngon lắm luôn. Mùa dịch như thế này mọi người nhớ bổ sung nhiều vitamin và giữ gìn sức khỏe nha, bye bye.